Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những cái mẹo rất là quan trọng trong cái việc khi bạn thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu, đó là có vẽ là biểu tượng chữ R để thể hiện rằng cái logo của chúng ta đã đăng ký sở hữu trí tuệ. Ok, để muốn làm được này thì thông thường thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng này chữ R. Ok. Sau khi chọn chữ R xong thì các bạn hãy chọn cho mình một cái phông, ví dụ như là mình chọn một cái phông là UTM Avo. Ok. Và có thể là chọn một cái phông Roboto cũng được, Robo. Và phông này thì mình sẽ chọn một cái chữ. Và bình thường thì sau khi mà chọn xong cái biểu tượng như thế này xong thì các bạn sẽ chọn một cái biểu tượng hình tròn và chúng ta vẽ vào. Ok, sau khi chọn vẽ vào thì bạn ấn Shift X để đảo ngược giữa màu và nét cho nhau. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và theo thông lệ bình thường thì các bạn hãy chọn vào cái biểu tượng chữ và chúng ta sẽ căn vào đối tượng của nhau vào giữa. Ok. Sau khi đã chọn xong thì cái biểu tượng nét này thì mình sẽ cho nó dày lên một tí bởi vì là chúng ta sẽ chọn vào tương ứng. Và lúc này chúng ta chọn một, chọn hai và chúng ta thu nhỏ lại. Theo thông lệ bình thường thì các bạn sẽ chọn vào vị trí, đặt vào vị trí để thể hiện rằng là chúng ta sẽ đăng ký sở hữu trí tuệ rồi. Và lúc này thì các bạn sẽ giữ Y và giữ Shift để chúng ta chọn màu. Nhớ, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là giữ Shift, tích vào đây thì nó sẽ chọn màu. Nhưng khi mà chúng ta muốn chọn về nét thì chúng ta phải ấn X và giữ Shift, tích vào đây. Ok, và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn R và cũng tương tự như vậy Y để chúng ta chọn vào biểu tượng về cái màu. Và tất nhiên là sau khi đã làm xong như này thì nó sẽ rất mất thời gian và cho chúng ta. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách, đó là về làm về cái biểu tượng về chữ bản quyền bằng cách như sau, là chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Chúng ta đánh một chữ R thôi. Ok, chúng ta có thể đánh lại cho nó dễ dàng này. Ok, chúng ta sẽ search một chữ R. Sau khi search chữ R xong thì các bạn sẽ chọn vào type cho mình và chọn vào phần insert. Chúng ta chọn vào symbol. Nhớ là khi mà tích vào đây mà nó bị ẩn như này bởi vì lý do là chúng ta phải quét qua nó. Và chúng ta chọn vào type, chúng ta chọn vào insert và chúng ta chọn symbol thì chúng ta sẽ chọn vào Ctrl R. Alt R. Các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này nó sẽ tạo ra một cái box xung quanh cái chữ R cho các bạn với tiêu chí. Và lúc này thì các bạn sẽ phóng to lên một chút xíu và chúng ta sẽ đặt đúng vị trí của chúng ta. Được chưa? Ok, và lúc này thì chúng ta dùng phím Y và chọn đúng cái màu của chúng ta thôi. Và đây là chính là giá trị để chúng ta làm ra biểu tượng đăng ký thương hiệu. Ok, và lúc này thì chúng ta đã thể hiện rằng là chúng ta sở hữu trí tuệ rồi. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì chúng ta sẽ gửi cho bên gọi là sở hữu trí tuệ để đăng ký. Và tất nhiên người ta sẽ trả lại và chúng ta đã thể hiện rằng là chúng ta đã đăng ký. Ok, nếu mà các bạn thấy hay, các bạn thấy nó hữu ích cho cái công việc của bạn sau này thiết kế logo của những thương hiệu thì hãy cho mình một team, một follow. Và tất nhiên là hãy đăng ký kênh Design AZ và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video clip cho lần sau. Nếu các bạn có khúc mắc gì thì các bạn comment xuống dưới video. Và phần thứ hai nữa là các bạn muốn làm mình làm về cái chủ đề gì của thiết kế đồ họa thì các bạn cứ comment xuống phía dưới, mình sẽ bố trí thời gian, mình sẽ lên các phương án cho các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn thật nhiều may mắn và có nhiều sức khỏe và thành công. Bye bye.